giờ thì vì cái điều kiện là bố mất sớm, mẹ ở nhà còn em bé thì thôi thì tự cháu phải chăm cháu. Mẹ cháu cũng rất là xót xa. Hôm mà cháu đi như thế này không hôm nào là không nhớ, cứ bắt đầu nhớ mà không ăn không ngủ, chỉ có cái lần mà bắt đầu là cứ dòng dòng nước mắt đến sáng. Mình thì con làm việc đây mà các bạn đi học về, con thì làm chỗ các bạn thì đi là đi học hành về rất là buồn, rất là tủi thân, rất là thương con, mà chả biết làm cách nào. Ước mơ của cháu là chỉ hai người con, hai người con không muốn là bỏ đi với ai cả. Thôi bây giờ mình để cháu lấy các bạn mới, có khi là rất là tuyệt vọng, không bao giờ nghĩ đến nữa. Thế nhưng mà chẳng lẽ mà chỉ còn một cái biện pháp như này nữa mà mẹ bó tay mà để chờ con sắp tới. Nếu mà có công việc để cho chị đi làm để sữa cho cháu được thì chị sẽ đi làm, được gì chị cũng đi làm. Cháu đây là cháu nhớ nhà, và nhớ mẹ, nhớ mẹ và nhớ em. Cháu muốn nói nhất của cháu là được chữa khỏi bệnh, không rồi